Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Văn Tùng. Hẳn là nhiều bạn đang rất là mong chờ vào cái clip bình luận phân tích sau trận đấu của Văn Tùng cặp trận giữa T1 và Hanwha Live với tỷ số là 2-0 như bên phía của T1. Thì tối hôm qua mình đã có livestream phân tích rồi nhưng mà chắc là nhiều bạn đang không tìm thấy luôn livestream đâu. Thì mình đã làm riêng một cái clip để gửi đến các bạn cái phần phân tích ở buổi tối ngày hôm qua của mình. Rất là hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho FCK tiếng Việt cũng như là ủng hộ cho Văn Tùng với những video clip như thế này. Anh em mà đã theo dõi mà thấy hay thì đừng quên để lại một like cũng như một subscribe cho kênh YouTube của Văn Tùng nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần bình luận sau trận đấu của Văn Tùng. Điểm qua về hai game của T1 ở chiều ngày hôm nay với một cái chiến thắng 2-0 rất là nhẹ nhàng, gọn gàng của T1 trước HLE. Khởi đầu nó khá là thuận lợi cho T1 giống như những gì diễn ra tại mùa xuân. Và nên nhớ là tuần này vẫn còn một đối thủ rất là nặng ký đó là Dampunkia cần phải đối mặt, nên là trận này coi như trận đánh thứ nhất là lấy chiến công đầu, thứ hai nữa là lấy sĩ khí cho nó tốt để đánh game 2, đánh cái trận thứ hai trong tuần với bên phía của Dampunkia. Thưa các bạn, Dampunkia vẫn là một đối thủ gọi là nặng ký nhất ở cái giải đấu FCK này, cho bất kỳ đội nào muốn có được chức vô địch chắc chắn nó vẫn sẽ là một rào cản rất là lớn nhá. Còn phân tích nhiều về ban pick một chút xíu thì các bạn thấy rằng là một cái phiên bản mà có nhiều con tướng mở quá, kể cả Raiden cũng là một vị tướng bây giờ swap ra khu đường giữa được, có rất nhiều những cái lựa chọn mở được cả hai sử dụng trong ván đấu này. Lulu, Lee Sin, Volibear. Lee Sin bây giờ cũng đã có đội sách vào rừng rồi, bên phía của Hanwha Live game này họ mang vào rừng luôn. Còn bên phía bên kia thì anh cũng có con quen để Faker đánh rồi, ở tại xếp hạng đơn đánh gì đánh nhiều là đằng khác. Tôi không biết là cái sức mạnh của con quen đi mid như thế nào nhưng mà trong đội hình của Thiên cũng có Kana là người đánh quen rất nhiều ở xếp hạng đơn. Và nó cũng là một con bài được coi là hai lane. Nocturne cũng tương tự là như vậy. Rumble thì bây giờ thường là sẽ là Rumble đi rừng các bạn. Rumble đi đường đơn bây giờ thì nó bị hạn chế một chút xíu rồi. Bộ đồ đường dưới thì tôi rất là tin tưởng những cái Ezreal trong tay của những người Hàn, đặc biệt là trong tay Teddy. Và đây chưa phải là một đội hình mà tôi nghĩ rằng phát huy sức mạnh của con Ezreal này mạnh nhất có thể. Nó sẽ là một cái đội hình mà nó có thêm khả năng bốc từ xa đến từ dây của Kana chẳng hạn, đó là tướng tủ của Kana. Thêm con mấy con bốc bốc đường giữa như Viktor hay Zoe của Faker chẳng hạn. Nó sẽ tạo nên một cái team comp bốc rất là mạnh, và nếu như kỹ năng cá nhân ở phong độ cao của Faker Kana thì tôi nghĩ rằng họ hoàn toàn có thể win lane nhờ những vị tướng như Zay hay là Zoe. Và Kurt cũng sẽ hướng đến rừng tấn công để có thể hỗ trợ các cái lane ở cánh trên trong việc win lane. Nếu Zoe win lane, Zay win lane, Ezreal win lane thì cái comp bốc đấu mà win lane thì nó sẽ là một cái comp mà xem 15 phút là biết win game đấy nó win hay thua rồi các bạn. Và game này chỉ có hai con, đó là con Rumble của Kurt và thêm cả con Ezreal của Teddy thôi. Chỉ cần hai con này đủ khỏe là tôi thấy bên phía Hanwha Live giữa game đã đánh không nổi rồi, đánh không nổi rồi các bạn. Và bên phía của Hanwha Live thì tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu mà họ muốn thử nghiệm chiến thuật ở tại mùa giải năm nay. Tuy nhiên thì cái thử nghiệm chiến thuật này nó không thành công và tôi nghĩ rằng trong tương lai thì không chắc là họ có muốn dùng chiến thuật này lại hay không. Bởi vì cái chiến thuật đánh Shockermore hay là đánh xoay quanh xạ thủ thì đồng ý là vẫn có nhiều đội sẽ dùng ở cái meta này, vẫn sẽ có nhiều đội đánh xoay quanh cánh dưới và họ vẫn sẽ dùng những cái hyper carry để có thể đánh xoay quanh xạ thủ của mình, nhưng nó yêu cầu điều kiện là xạ thủ phải đủ khỏe. Tôi đồng ý là Chu Vi có khả năng đánh tank, Chu Vi đánh tank rất ghê. Chu Vi đánh những con như Sett, Galio, Sion đánh tank đường giữa rất ghê nha các bạn. Nhưng mà nó phải đi kèm cùng với một xạ thủ có đủ khả năng carry. Bạn nhớ là kể cả cái thời đỉnh cao phong độ của Faker, Faker vẫn đánh Lulu. Tất nhiên thời điểm đó thì Lulu đi đường vẫn rất là mạnh và nó có thể counter được mấy cái vị tướng đường giữa pháp sư theo kiểu là LeBlanc chẳng hạn. Thì Faker vẫn phải đánh Lulu ở thời điểm đỉnh cao phong độ thôi, nhưng cái vấn đề là thời điểm đấy bang đánh như thế nào. Còn bây giờ đối với một cái đội hình như thế này mà Hanwha Live yêu cầu Chu Vi đánh tank khu đường giữa để cover cho Depth, hiện tại thì Depth thứ nhất là vấn đề về chấn thương, cái thứ hai nữa là phong độ hiện tại của Depth đang không được tốt lắm, thì nó là một cái thuốc thử, nó là một cái bài thuốc nó không hợp lý ở thời điểm này dành cho bên phía của Hanwha Live. Và đến với game đấu thì bạn sẽ thấy được cái cách vận hành con Kog'Maw trong game này nó khó đến như thế nào. Nó cực kỳ khó vì áp lực cho con Kog'Maw này nó là rất nhiều. Và kể cả là những cái vòng rừng hướng từ trên xuống đến từ Johan. Những cái vòng rừng ăn từ trên xuống để cover đến từ Johan đi chăng nữa thì nó vẫn là những cái khó khăn dành cho bên phía của Hanwha Live trong việc triển khai lợi thế xoay quanh cánh dưới.
hoàn toàn không có lợi thế nào của dev trước con Esri phía bên kia cả. Có một tình huống ép tốc biến tốt ở cấp độ 1 nhưng mà nó không phải là một lợi thế quá lớn để họ có thể snowball khu đường dưới được. Còn đây là cái pha ganh đầu tiên của cớt lên khu vực đường trên thì nó chỉ mang tính chất gọi là phản ganh. Kana mang quen cầm thiêu đốt và áp lực lên Glulu phía bên kia, đồng nghĩa với việc là Kana sẽ bị đẩy rất cao, và đây là tình huống cớt mất khoảng chừng 30 giây cho đến gần 1 phút chờ khu vực đường trên chỉ để đứng rình và thực hiện một pha counter gank. Tôi không nghĩ rằng Lulu pha này nó sẽ chết được. Pha này thì cớt biết được vòng rừng thứ hai con Lee Sin nó sẽ về và ăn bãi đá, vì vòng rừng đầu tiên nó ăn từ trên xuống, vòng rừng thứ hai nó cũng sẽ ăn từ đá xuống cánh dưới, thì nó có thể sẽ mở ra một tình huống gank vì Kana đang vào quân lính không được đẹp lắm. Có lẽ cũng là một tình huống mà Morgan chủ động để thế lính như thế này để tạo cơ hội gank dành cho Johan, và Kurt biết điều này. Cái pha hay của Kurt trong pha này là việc mà Kurt vòng qua được cái tầm nhìn của con lính ở khu vực này, nó là một tình huống căn tầm nhìn rất hay đến từ Kurt nha. Nó chỉ còn một chút xíu nữa mà bị lộ thôi các bạn, là có thể pha gank này sẽ tiêu tốn của Kurt tầm hơn 1 phút mà không làm được gì cả. Nó bị lỡ cái vòng rừng thứ hai của Kurt đi rất là nhiều, và cái tốc độ lên level 6 con Rumble này sẽ bị hạn chế đi rất đáng kể. Vì vòng rừng thứ hai của nó đã bắt đầu rồi, vì cái bãi đá vòng rừng thứ hai của Kurt đã hồi lại. Không, nó chưa kịp hồi lại, nhưng mà nếu như về ăn là sẽ bắt đầu vòng rừng thứ hai từ bãi đá lên được rồi. Và cái điều này nó được phổ biến trong cả hai game nha các bạn. Trong cả hai game với con Dyna ở game 2 nó cũng là một điều tương tự. Tại sao nó có thể làm được điều này? Bởi vì ở cái phiên bản hiện tại thì nó đã phiên bản mà bãi quái rừng ra chậm hơn so với những phiên bản trước 15 giây, và nó cho những người đi rừng những khoảng trống tầm mười mấy giây nhiều hơn so với các phiên bản trước. Bạn sẽ không phải chăm chăm là ôi farm xong vòng rừng đầu rồi, vòng rừng thứ hai tôi phải về liền. Không, bây giờ bạn có một chút khoảng trống để làm điều gì đó đặc biệt. Và pha này thì Kurt đánh rất hay, và cái lượng sát thương đến từ bộ đôi Kurt với Kana nó có vẻ hơi bất ngờ quá đối với Morgan. Pha này tôi không nghĩ là Morgan sẽ chết, nhưng mà Morgan cuối cùng vẫn vẫn chết các bạn ơi. Và cái đội hình bên phía của T1, nếu như đầu game mà đội hình này không có được lợi thế, họ vẫn sẽ đánh 1-3-1 được. Con quen vẫn sẽ là con đẩy lẻ rất áp lực cho bên phía của Hanwha Life, vì Lulu hay là Volibear solo Onin cùng với Kana với một con quen có được lợi thế sớm nó sẽ rất là khó nha các bạn. Còn pha này bên phía của T1 có một pha dịch chuyển xuống của Faker. Pha này đến từ cái thông tin nhận được đến từ Faker là hiện tại Chovy đã mất dịch chuyển ra khu đường giữa rồi, và Chovy đang ở khu đường giữa nữa. Thì đó là một tình huống macro bên phía của T1 đã thực hiện một pha. Pha này nếu như Teddy không phạm phải sai lầm đầu game là mất cái tốc biến thì nó sẽ là hai mạng cho phía T1. Nhưng vì Teddy cấp độ 1 đi ra và bị dình bên phía bên kia nên là mất một cái tốc biến rất là sớm. Thế là không có được hai mạng. Chứ nếu như pha này mà hai mạng nữa thì nó sẽ rất là nặng cho bên phía của Hanwha Life nha. Có những thông tin sau: một là con Volibear đã về nhà dịch chuyển ra khu đường giữa và đẩy wave. Hai là Kana vừa bấm B về dịch chuyển ra khu đường giữa đón wave cho Faker. Đón wave đó xong nó sẽ dịch chuyển lên cánh trên trở lại để đón wave con Lulu. Và nó tạo ra một pha macro trên toàn bản đồ bên phía của T1, không mất quá nhiều chỉ số lính, không mất lính ở hạ khu vực đường sau những cú dịch chuyển như thế này. Và đây là một pha mà gỡ gạc hoàn toàn cái lợi thế cánh dưới cho bên phía của T1. Và nó làm triệt tiêu đến cái điều kiện thắng đến từ bên phía của Hanwha Live, và Gop Mo là không có lợi thế landing nữa. Nó cũng đảm bảo thêm một cái điều kiện cho bên phía của T1 là Teddy sẽ có lợi thế cánh dưới này. Tôi thấy có những con mắt cắm khá sâu đấy từ bên phía của Hanwha Live và phần rừng bên phía T1, nhưng con mắt đấy lại không phát hiện ra Curse, và Curse vẫn đủ tầm để giải cái mưa tên lửa. Và đánh đến con Ezreal của Teddy bắt đầu có lợi thế landing. Các bạn sẽ tưởng tượng khi con Ezreal được đẩy ra đường giữa, nó vô địch thế giới. Pha này thì Faker chết hơi oai một chút do đồng đội đang ăn rồng, và cũng có một pha dấn lên gọi là hơi cao, nhưng mà vẫn ăn kịp rồng và về được các bạn ơi. Ăn kịp rồng và về được, và nó vẫn đảm bảo cái điều kiện thắng tại cánh dưới. Con Ezreal là vẫn rất là khỏe. Nếu như nó Ezreal xanh và Kog'Maw xanh ở giữa game thì con nào nguy hiểm hơn thì con Kog'Maw vẫn nguy hiểm hơn khi nó kết hợp với Lulu, nhưng nó phải kết hợp với Lulu. Còn con Kog'Maw này không đi chung với Lulu thì nó rất là khó. Nhưng đây là con Lulu đường đơn và nó không thể nào lúc nào cũng đi cặp cùng với con Kog'Maw để phát huy cái sức mạnh của bộ đôi này được. Còn pha này bên phía của T1 đánh với bối cảnh là 4v4 vì họ chưa có tầm nhìn của Depp. Nhưng khi Depp đến thì nó lại là một pha bên phía của T1 bị thiếu người và đổi lỗ về mạng cũng như là mất con sứ giả nữa. Nhưng mà cái lợi điểm cho bên phía của T1 pha này là họ lấy được rất nhiều tài nguyên cho Teddy. Các thấy không ạ? Nguyên một khoảng thời gian rất dài Teddy được farm khu đường dưới và ăn lớp giáp trụ nữa. Thì đây là một con Ezreal căn bản, vẫn là một con Ezreal rất xanh. Còn cái việc lên đồ thần thoại cho Kog'Maw nó điều không cần thiết nha các bạn. Kog'Maw kể cả những phiên bản trước đấy khi mà nó không lên đao tím trước thì nó vẫn có thể hướng đến những món trang bị khác, không phải đồ thần thoại như kiểu ma vũ sông kiếm chẳng hạn. Nên các bạn đừng thắc mắc về vấn đề là Teddy không lên đồ thần thoại trước. Và game này thì bên phía bên kia nhiều sát thương phép quá.
với con Quen với con Rumble thì lên tàu tím trước là một cái món trang bị tôi nghĩ là hợp lý rồi. Pha này thì bên phía T1 tiếp tục đánh nhau và Cogmaw của Dev lại di chuyển. Pha này có thể đổi được một mạng cho bên phía của Hanwha Life, nhưng pha này bên phía của Hanwha Life phải trả bằng cả cái trụ bot cho cái Ezreal nha các bạn. Pha này Teddy hoàn toàn không di chuyển cùng với Dev luôn. Và Cogmaw của Dev ra ăn được một mạng nhưng mất cái trụ một khu đường dưới. Và trụ một đó là trụ một toàn bản đồ với lượng tiền được dồn khá nhiều vào tay của Teddy. Với một cái lợi thế nó nghiêng về bên phía T1 như vậy thì các bạn tưởng tượng họ sẽ triển khai thế 1-3-1 rất khỏe. Trừ khi đội hình này bên phía của T1 họ đánh một cái game đấu mà họ bị mất quá nhiều lợi thế đầu game. Và theo mất luôn trụ bot luôn này. Trừ khi bên phía T1 đánh cái đội hình này đánh lỗi quá đầu game mà để cho bên phía Cogmaw nó có đồ sớm thì bên phía của Hanwha Life sẽ ép Baron rất là sớm và họ sẽ phá cái thế để lẻ 1-3-1 bên phía của T1. Nhưng mà vì bên phía của T1 kiểm soát trụ hai bên cánh tốt hơn và họ có lợi thế đầu game nhiều hơn nên họ triển khai cái thế trận giữa game rất là khó chịu. Pha này thì Carrier bị bắt lẻ nhưng mà cũng không có thêm những mục tiêu lớn. Những cái mạng mà bên phía của Hanwha Life có thì nó không kèm theo những cái mục tiêu lớn, nó ảnh hưởng quá nặng đến ván đấu. Và khi con Ezreal ra đường giữa, các bạn thấy không ạ? Con Ezreal nó chỉ có một con tướng cấu rỉa trong đấy bên phía T1 thôi mà nó đã thể hiện cái độ khó chịu của nó như thế nào rồi. Và cái đỉnh này bên phía của Hanwha Life thì đã đánh thì con Cogmaw, nhưng con Cogmaw này thứ nhất nó không đủ xanh và cái thứ hai nữa là cái công cụ bảo kê nó trong giao dịch tổng nó lại không đủ. Và con Quen lại là một con cái góc này đánh Rumble và Quen hai con hai cái chiêu cuối thôi đã thấy bên phía bên kia đánh không nổi rồi. Hanwha Life pha này là rất may mắn là không ai chết đấy nha. May là không ai chết cả, rất là nhiều người, mỗi người một chấm máu, Châu Vi cũng thế luôn. Nhưng mà không ai chết cả, đã là một pha may mắn rồi. Và nó cho thấy là cái đội hình giao tranh tổng của bên phía T1 ở thời điểm đó nó mạnh hơn. Thời điểm đó là thời điểm mà bên phía T1 đội hình vẫn đang mạnh hơn so với bên phía của Hanwha Life. Hanwha Life muốn đánh cái đội hình này thì họ phải buông cái thế lính đẩy bên cánh của bên phía T1 một khoảng thời gian rất là dài để con Cogmaw có đồ. Và thời điểm con Cogmaw có đồ thì họ bắt đầu sẽ di chuyển để ép những mục tiêu lớn, mặc dù có thể thua tiền nhưng họ cần phải phá cái thế đẩy lẻ bằng cách ép mục tiêu lớn liên tục. Nhưng thêm một pha lỗi nữa, đây là pha lỗi có thể gọi là nặng nhất cái game này luôn của Dev. Theo như tôi xem được cái replay của cái game này thì Dev đi từ bãi chim ra và không có Lulu đứng kế bên. Nó chỉ là một con Braum, nhưng mà Braum lại không cản nổi cái pha mở. Đây các bạn ơi. Cái pha này là pha di chuyển rất lỗi của cá nhân Dev. Mà các bạn thấy là cái thế lính ở hai bên cánh lúc nào nó cũng sẽ cực kỳ bất lợi cho bên phía của Hanwha Life, bởi vì do đội bên phía của T1 có khả năng 1-3-1 quá tốt đi. Khi thời điểm Faker đã có mặt tại đường giữa, khi thời điểm mà Quen của Kana đã có mặt tại đường giữa, thì hiện tại Châu Vi vẫn đang đứng tại khu vực đường trên. Lulu của Morgan vẫn đang đứng tại khu vực đường dưới. Nó cho thấy cái áp lực đẩy lẻ 1-3-1 là cái áp lực nó quá lớn ở hai bên cánh cho bên phía của Hanwha Life. Và lúc nào hai đường đơn bên phía của T1 cũng sẽ là những người di chuyển trước, do họ để lính hai bên cánh, sau đó họ di chuyển trước ra khu đường giữa. Và với những pha như thế này thì bên phía T1 có thể tập hợp được ít nhất từ 4 cho đến 5 người. Pha này nếu như Quen của Kana mà vòng ra phía sau nữa thì nó còn con Quen của Kana còn vòng ra phía sau nữa thì đội hình bên phía của Hanwha Life nó còn nát tới cỡ nào, nhưng chỉ cần 4 người thôi đã có một tình huống bắt bớ rất là đơn giản rồi. Và vào góc này thì lúc này chênh lệch tiền, thứ nhất là chênh lệch tiền, cái thứ hai nữa là mấy pha xử lý như thế này của Johan với Châu Vi thì tôi không hiểu ý đồ của họ là gì nữa, nhưng mà thực sự mà nói là Johan game này, kể cả game sau luôn, cái đóng góp của Johan nó không phải là quá nhiều. Một phần cũng là có thể là do chất tướng ở các khu vực đường nó không phải là những chất tướng có khả năng hỗ trợ cho Johan quá nhiều đi, nhưng công bằng mà nói thì cut này đánh ghê thật. Cut này có màn trình diễn hoàn hảo ở cả hai game. Những pha gánh sớm cực kỳ hiệu quả luôn. Và đây là những pha di chuyển ra để có thể tự sát. Ở chênh lệch khoảng chừng 7-8.000 tiền, bạn di chuyển ra một khu vực không có bất kỳ một lượng tầm nhìn nào. Như đây là dòng 4 họ muốn đánh. Đánh pha này được thì có thể comeback game, nhưng mà cái tỷ lệ rủi ro nó rất là cao. Không có một chút tầm nhìn nào để có thể bước vào những pha dòng xanh như vừa rồi. Đội bên phía T1 có khả năng mở không ạ? Có. Họ có Leona, họ có Rumble, họ có Nocturne, họ có Quen. Và họ có một con Ezreal thần. Đánh đến cái thời điểm này thì các bạn có thể tưởng tượng là game này nó đã có kết quả ở... Thậm chí là kể cả Baron đầu tiên nó đã có một cái kết quả nó khá là rõ ràng rồi. Còn những pha di chuyển như vừa rồi bên phía của Hanwha Life đúng là những pha di chuyển mà...
liều chết để giữ giữ linh hồn rồng á. Còn pha này các bạn cảm giác không ạ? Quan cảm giác được cái cái sự bất lực không ạ? Thứ nhất là cái góc giao tranh bên phía Hoàng Hoa Lai nó không ra cái góc góc gì để có thể giao tranh cả. Cái tuyến sau là một con Brom chết chay và mất tốc biến nhưng không kịp giờ. Tức là đầu tàu của họ luôn luôn là đép, nhưng mà con Lulu thì tự khổng lồ hóa lên mình, con Brom thì mất tốc biến sau chết chay. Chovy thì chưa kịp vòng ra phía sau là cái tuyến bên kia nó đã gãy rồi. Và cái khả năng ép giao tranh đội hình bên phía T1, cái phần còn lại bên phía HLE đã đỡ không nổi. Người bọc đầu nếu như là Lee Sin thì nó lại nó cũng là một liệu pháp thôi, nhưng mà trong những tình huống tranh chấp mục tiêu lớn thì Lee Sin không thể nào làm như thế được. Lee Sin nó phải đứng lại ở phần còn lại 4 người để nó giữ áp lực trừng phạt. Đánh đến đây thì game đấu này nó đã xong trước đấy mất rồi. Nên đánh những cái pha như này nó chỉ là tính chất gọi là thủ tục. Và đẹp kìa. Thực sự mà nói thì game này rất là khó chơi cho đẹp. Cái early game này nó quyết định rất là nhiều thứ rồi. Và T1 khi họ đã giải quyết cái đoạn early nó thuận lợi. Tôi không chắc là game nào họ cũng sẽ giải quyết được như thế này. Tôi không chắc là game nào họ cũng sẽ giải quyết vấn đề đi lên nó tốt như thế này. Bởi vì hôm nay có thể là gặp một đối thủ không quá mạnh hay là có một vài những cái tính toán mà bên phía của T1 đã tính toán tốt hơn so với phía Hanwha Live và họ có được lợi thế sớm. Thế nên họ Snowball nó không có gì sai lầm cả. Lợi thế cánh trên có, lợi thế cánh dưới có. Giao tranh mẫu mực. Bắt lỗi đối phương rất là hay. Và có lợi thế thì họ cũng không có bất kỳ sai lầm trong khâu Snowball nào cả. Cả 4 game hôm nay nha các bạn. Cả 4 game hôm nay của LCK nha. Đội những cái đội như là Frerit hay là T1 khi họ có lợi thế họ luôn luôn có những tình huống Snowball không thở nổi đối phương. Đến game 2 thì các bạn thấy là sẽ có những sự thay đổi đội hình từ bên phía Hanwha Live ngay lập tức. Và tôi nghĩ rằng Varus của Dev game này sẽ là con Varus sát lực. Nhưng mà cuối cùng Dev vẫn lên một con Varus tốc độ đánh. Một mình Chovy thì bốc không nổi. Và lại là những cái pha ganh sớm của Curse các bạn ơi. Trước đây Curse được biết đến như là một người chơi đứng giữa, một người chơi đi rừng theo phong cách là kiểm soát. Các bạn còn nhớ cái thời mà Curse mới nổi không ạ? Curse là chùm kiểm soát, đánh mấy con kiểm soát mẫu mực. Nhưng mà đến với ngày hôm nay thì Curse lại thể hiện một phong cách đánh đi rừng rất khác. Đánh gank sớm cực kỳ hiệu quả và đặc biệt là gank khu đường trên nữa. Và những cái kèo đấu khu đường trên mang tính chất đấu sĩ chỉ cần một mạng gank được thôi các bạn. Thì Curse đã tạo đủ cái lợi thế để Kana đẩy lẻ rồi. Còn những gì còn lại mà Curse muốn làm sẽ là cover cho đường dưới tháng nữa. Và đây cũng không phải lần đầu tiên nữa các bạn. Đây cũng không phải là cái lần đầu tiên tôi thấy Dev bị Senna Tamken bán hành khu đường dưới. Tôi nhớ mùa trước vẫn có một vài những game đấu tôi theo dõi bên phía Hanwha Live đánh. Mùa trước các bạn bắt tôi replay nhiều lắm. Thì có mấy game tôi theo dõi thì Dev gặp Senna Tamken và Dev không tính được sát thương của Senna Tamken. Và Dev có những pha mà bị thua lane Senna Tamken rất nặng. Và game này cũng là một cái game đấu mà Dev đầu game thì không sao cả. Nhưng mà sau những cái biến số đến từ những cú dịch chuyển của T1, đến từ những pha gank của Curse xuống thì Dev lại một lần nữa trong cái sự nghiệp của mình để thua Senna Tamken rất nặng. Kèo đấu đường giữa game này gần như nó không tác động quá nhiều đến với cái thế trận chung ở khoảng chừng 10 phút đầu. Cùng lắm là hai người này cùng tham gia vào một tình huống giao tranh sứ giả thôi. Còn lại đầu game thì tác động đến từ chủ yếu những pha ganh của Curse lên cánh trên. Sau đó thì Kana di chuyển xuống cánh dưới để hỗ trợ, đánh ở hai bên cánh. Hai đường giữa tự kìm chân nhau lại và sau đó thì T1 lại là những người có lợi thế sớm và họ lại Snowball. Họ đánh đúng cái điều kiện thắng của mình luôn. Sẽ có những cái đường lui cho họ đấy, nhưng họ đánh sai điều kiện thắng là cố gắng phòng thủ. Và hướng đến việc là giao tranh tổng về cuối game. Với một đội hình có Senna, có Dyna các thứ thì về cuối game họ vẫn có những cơ sở để đánh giao tranh. Còn đây là những cái pha gank mà các bạn thấy không ạ? Sao có set lại đấm một cú đấm như thế được? Và pha này thì tôi thấy là Morgan thậm chí là có tốc biến thì cũng lãng phí tốc biến và chết thôi anh em. Và con Rumble muốn gank Senna Tamken nó rất khó khăn. Senna Tamken là một bộ đôi mà muốn gank nó phải có cái lượng yêu không chế cứng thật là nhiều luôn á. Một cái ngậm nuốt nó đã giải quyết rất là nhiều đến từ
bộ kỹ năng của con Leona coi như là bị counter cứng luôn rồi. Chẳng hạn như có những con có thể khắc chế được, là con Blitzcrank chẳng hạn. Con Blitzcrank là con có thể counter được cái bộ đôi này. Hoặc là những con như là Thresh, Leona kết hợp cùng với một con Jungle có CC nào đó thì họ mới có thể gank được con Leona với con Tahm Kép cách dễ dàng. Còn đây là pha mà các bạn thấy không ạ? Lộ diện quá lâu khu vực đường dưới nhưng mà Johan không gank nổi. Rồi phía sau bên phía của Han Qua Life đã có bắt cắm lúc nào đó đến bên phía của Carrier rồi. Và nó thực hiện một pha tấn công như vậy thì coi như cái land boss này đi rồi các bạn. Đánh tới cái mức mà Senna Tahm Kép băng trụ, các bạn tưởng tượng nó đã thua rất là nặng rồi. Pha này là Dep may mắn sống sót, nhưng mà Dep sống pha này cũng không ăn được bao nhiêu lính cả, bởi vì máu yếu, Rumble vẽ chiêu cuối cũng ăn gần như hết cái dàn lính mất rồi. Và đây là những cái pha gank đầu game đến từ Kurt. Tất nhiên nó cũng xuất phát từ những cái lợi thế đi đường của bên phía Chivan có được để mà có thể có được những pha triển khai gank như thế này. Mà sẽ rất khó để thực hiện những pha như vừa rồi nếu mà cái lane của bạn nó không thắng. Nhưng mà cái lane của Chivan thắng. Và sau khoảng chừng 8 phút trôi qua thì bên phía Chivan dẫn trước khoảng chừng 2.000 tiền. Đồng ý là Senna của họ chưa có được nhiều cái lượng linh hồn để có thể giao tranh. Nhưng mà họ có một đường trên rất khỏe. Họ có một con Lee Sin đứng giữa. Họ có một con Diana cũng rất khỏe. Và họ quyết định đánh sứ giả rất là sớm. Tôi nghĩ là những cú sứ giả như này khi bên phía của Hang Wa Life đã xác định là kéo Dep, thậm chí Dep level 5 cũng phải swap lên để có thể ăn sứ giả, thì bên phía T1 có thể suy nghĩ đến một cái vấn đề là họ có thể cân nhắc bỏ con sứ giả này để có thể hướng đến cái lợi thế cánh dưới cho Teddy chẳng hạn. Nhưng quyết định của họ là đánh. Quyết định của họ pha này là đánh trực diện ở khu sứ giả. Chấp nhận mất sứ giả nhưng gỡ mạng lại. Họ có một cái chiêu cuối Tahm Kép hơn một cấp độ, nhưng chiêu cuối này chắc là không phát huy tác dụng nhiều lắm trong team fight. Nhưng bên phía bên kia chỉ là một con Leona level 5 và con Varus level 5. Đồ Varus cũng không phải là đồ cấu gì. Zoe của Chovy cũng chưa cấu gì được gì nhiều pha này cả. Họ tự tin là họ có Rumble và Nocturne, nhưng mà Rumble hiện tại cũng chưa có chiêu cuối luôn. Và để Kana bọc đầu ra cái đội hình phía bên này thì nó là một pha giao tranh mà tôi không biết là nếu mà Kana đấm đứt vào Dep pha này thì Kana có chết không nhá. Các bạn thấy không ạ? Có một cú đấm đứt của Kana đấm vào phía hai thành viên đang bị cô là bên phía bên kia, nhưng mà nó không đấm vào Dep. Nếu đấm vào Dep thì tôi nghĩ rằng có thể là Dep sẽ chết ngay lập tức rồi, và Kana sẽ cùng với bốn thành viên còn lại có thể rút về được. Nhưng mà Kana đấm về hướng của hai thành viên bên phía bên kia và đi luôn. Nhưng mà căn bản là pha này thì trao đổi lời về mạng. Mất một con sứ giả, nhưng con sứ giả đấy bên phía của HLE cũng không áp lực được quá là nhiều. Và tôi có cảm giác như là họ bị... Nói như nào nhỉ? Họ không thể nào comeback nổi. Tôi không biết là... Họ không có bất kỳ một cái pha nào được coi là đánh một cú comeback trong cái game đấu đã bị thua như thế này. Và càng đánh như thế càng thua thôi. Đánh cực kỳ bị động luôn. Pha này khi mà Kurt đã gank khu đường trên rồi thì Johan xuống gank đường dưới. Nhưng cơ sở để gank đường dưới là không có. Pha này có băng trụ đấy không? Không. Bộ đường dưới đối phương là Senna Tahm Kép và một con Lee Sin vẫn còn dịch chuyển. Họ không thể nào thực hiện được những pha băng trụ bộ đội Senna Tahm Kép cả. Nó là điều không dễ dàng một chút xíu nào. Và những pha gank đến từ Kurt như vậy thì Kurt chả có lý do gì không gank cả các bạn. Do đó những pha gank free. Còn đây là một pha mà phía T1 bị Chovy đơm. Cuối cùng sau 13 phút Chovy cũng bắt đầu lên tiếng một chút nhưng mà chỉ có một mạng cho Dep mà thôi. Đánh tầm 13 phút mà thua tầm 5k tiền là các bạn tưởng tượng đánh rất là khó rồi. Và đây là một ngày thi đấu mà T1 xử lý early rất là tốt nha. Không có lane nào bên phía T1 được gọi là thua cả. Họ không thua lane theo kiểu là bị gác 3-4 chục CS hay là bị đối phương tấn công liên tục ở giai đoạn đầu game mà mất mạng quá nhiều. Và thậm chí họ là những người rất là chủ động trong việc đi gank, đặc biệt là Kurt nữa. Kurt hai game đầu tiên là Nocturne, đầu tiên là con Rumble, hai là con Diana này rất chăm đi gank anh em. Đây là con Lee Sin McQueen nha các bạn. Tôi khá lạ khi thấy Faker đi mid cầm con Lee Sin McQueen. Có lẽ Q là một kỹ năng mà Faker nghĩ rằng sẽ vào đam từ xa được con Zoe phía bên kia. Nâng E thì hơi khó E vào con Zoe một chút xíu. Nên là quyết định nâng McQueen để áp lực landing nhiều hơn.
Và game này Lee Sin của Faker thì chỉ là đánh giao tranh tổng thôi. Tôi chưa thấy đến cần đến cái dạng đẩy lẻ. Bởi vì đội bên phía của Hang Wildlife các bạn tưởng tượng ạ. Đội bên phía Hang Wildlife là đội hình không đẩy lẻ nổi. Không, họ không có được cái khả năng đẩy lẻ. Nocturne quá thọt. Còn Zui không có khả năng đẩy lẻ. Bên phía bên kia đội hình này bên phía T1 đầu game lỡ mà họ có thọt một chút xíu họ sẽ cố gắng đánh 1-3-1 và defend Baron. Đội hình này cần phải có lợi thế đầu game và cần phải có Baron để end game. Nhưng mà đầu game bên phía Hang Wildlife bị mất quá là nhiều lợi thế để cái tính chất đội hình của họ nó phải là có lợi thế để có thể tận dụng tối đa những pha hãm thành nhờ con Zui này. Nhưng họ liên tục bị mất thế ở đầu game, sau đó thì đến 1-3-1 thì bên phía T1 chưa cần 1-3-1, bên phía HLE đã để thua quá nặng và không thấy có một cái khoảnh khắc nào mà họ gượng lại được luôn. Pha này Zoe của Chovy chưa đến kịp để poke thì bên phía của HLE đã mở giao tranh rồi. Và các bạn thấy là xuyên suốt cái pha giao tranh này Zoe của Chovy không gây được sát thương chút xíu nào cả. Cho các bạn xem lại cái pha đầu. Bên phía T1 đã ép Baron, à nhầm, ép rồng xuống còn có 1.800 máu rồi Chovy mới bắt đầu đi từ nhà đi ra. Tất cả đều đang là không máu nha. Và Zoe của Chovy cũng chưa vào đủ tầm để gây sát thương nữa. Nó chỉ là một tình huống nghịch sao bóng ngủ. Thêm một cú nghịch sao nữa thì team đã chết hết rồi. Nguyên pha giao tranh đấy Zoe chỉ gây được tầm 800 sát thương. Là đồng đội đã coi như vỡ trận hết rồi. Kể cả đây là một con Varus sát lực thì tôi nghĩ rằng cũng rất là cần thỏa khoảng trống ở trước những thềm mục tiêu lớn để poke. Nhưng căn bản là đánh sai điều kiện thắng từ cái khâu landing rồi anh em ơi. Cái khâu landing bên phía của HLE bị mất lợi thế nhiều quá. Nên là cho dù đội hình đánh poke game này mà đánh ra cái thế bị thua tiền thì bên phía bên kia cũng mở giao tranh rất là nhanh thôi các bạn. Nhìn chung thì lỗi là do landing. Mà cũng phải có những lời khen cho bên phía của T1 nữa chứ không phải là chỉ chê bên phía HLE được. Sở dĩ những cái bất lợi đến từ bên phía HLE ở khâu landing đa phần đến từ những pha gank. Đa phần đến từ những pha gank rất khéo của Curt nha. Thường thì không nhiều người nghĩ được rằng T1 lại đánh sớm đến như vậy và họ lại có được những pha gank nó tinh tế đến như vậy. Những pha gank đầu game mang lại lợi thế quá lớn cho bên phía của T1 đi. Kana dịch chuyển xuống dưới lấy lợi thế là cánh bot. Curt gank cánh trên lấy lợi thế Kana. Đánh đến cái game này đánh đến đây là bên phía của HLE đánh hết nổi rồi các bạn. Đội hình poke các bạn thấy nó poke được bao nhiêu máu đúng không ạ? Không poke được bao nhiêu máu cả, bên phía bên kia băng vào mở giao tranh liên tục. Vì lợi thế về tiền chất tướng cũng cho phép họ mở liên tục như này nữa. Và cái cách họ mở nó cũng là những cách mà nó rất là dễ dàng như Curt băng thẳng vào với E và R. Nó đơn giản đúng không ạ? Hay là Lee Sin sóng âm vội cước vào hay là set R vào để mở giao tranh. Khi chênh lệch về tiền nó đã quá lớn đối với đội hình bên phía của HLE đánh không nổi nữa thì bên phía T1 xử lý giao tranh cũng rất là đơn giản. Và đây là một mùa mà tôi nghĩ rằng T1 cũng đã bắt đầu đánh nhanh hơn rồi. Họ thậm chí có những pha băng trụ sớm ở khu đường dưới các bạn thấy không ạ? Thậm chí là đánh Senna Tamken họ vẫn băng trụ. Chỉ cần có đủ lợi thế landing thì họ sẽ thực hiện những pha tấn công xuống cánh dưới như vừa rồi, như cái đầu như đoạn đầu game băng trụ, thậm chí là băng trụ với Senna Tamken và Diana. Họ vẫn băng trụ để lấy lợi thế sớm được. Họ triệt tiêu đi các lợi thế đầu game của con Varus. Varus thua lane. Nocturne cũng thua lane. Có khen thì phải khen Curt thôi các bạn ơi. Curt gánh sớm hiệu quả quá. Với cái chênh lệch lớn như thế này thì tôi nghĩ là sức mạnh đội hình có mạnh hơn về cuối game trong những TH này đánh cũng không nổi. Chứ chưa nói đến đội hình này nhá. Đội hình này thua tầm 10k tiền là nó xác định là bằng những đội hình thông thường thua tầm 12-13k rồi các bạn. Bên kia có Senna nữa chứ. À đây là con tướng Lee Sin, con tướng thứ 68 mà Faker mang ra đường giữa nhá. Tức là mang được gần một nửa tướng Liên Minh ra đường giữa rồi. Chờ ngày Faker thách sách ra thêm những con khác thôi.
cố gắng làm sao mà trong sự nghiệp xách ra tầm 1/2 tướng cho Liên Minh là được. Khá là nhẹ nhàng, một khởi đầu thuận lợi cho phía T1. Một khởi đầu khá thuận lợi cho T1 ở mùa hè năm nay với một chiến thắng 2-0 thuyết phục và không có nhiều sai lầm đến từ các cá nhân. Và như tôi đã chia sẻ thì đội hình này bên phía T1 là một đội hình rất là hứa hẹn ở mùa hè năm nay, với điều kiện là tôi hy vọng và tôi nghĩ là cái điều kiện này cũng sẽ rất cần thiết là bên phía của ban huấn luyện sẽ không xoay thay đội hình quá nhiều. Tôi đồng ý là những cái tài năng trẻ của T1 đang đánh rất là tốt, nhưng họ cần một sự ổn định trong đội hình xuyên suốt cái giải LCK mùa hè năm nay. Họ có thể thử nghiệm ở mùa xuân được rồi, nhưng mùa hè thì đó là mùa nên tập trung vào sự ổn định để phát triển lâu dài. Mục tiêu trước mắt sẽ là đánh vào với playoff của LCK trước đã. Rồi mục tiêu xa hơn sẽ là làm sao mà nâng cao thực lực đội hình này một cách tối đa để chuẩn bị cho những cuộc chiến với LPL ở tại chung kết thế giới. Nó sẽ là mục tiêu xa vời hơn mà bên phía của T1 cần phải tính toán đến. Còn để vào top playoff của LCK mùa này thì đội hình này gần như là sure vào rồi các bạn. Gần như đội hình này bên phía T1 đã là sure kèo vào playoff rồi. Chỉ là muốn đặt mục tiêu xa hơn, muốn đặt mục tiêu cao hơn thì phải khắc phục điểm yếu. Đây chỉ là một đội tuyển thuộc dạng là nhóm trên của LCK chứ không phải là những đội tuyển mạnh nhất. Sao về thương vụ F4T4 NT về SLE hỗ trợ Chervi. Cảm ơn 665 nhé, thank you bạn nhé. Tôi nghĩ là họ cần phải ổn định đội hình này một cách rất là lâu dài ở kỳ LCK này để tối ưu hóa đội hình với 5 cá nhân này, rồi chuẩn bị cho chung kết thế giới. Những đội LPL giờ rất mạnh. Những đội LPL đều rất mạnh và top 4 LPL bây giờ có thể gọi là, biết nói như thế nào là các bạn có thể chứng kiến một kỳ chung kết thế giới mà 4 đội LPL đều là những ứng cử viên của chức vô địch chung kết thế giới luôn. Các bạn có hình dung ra cái điều đấy không ạ? Khi mà mùa trước LPL đến với chung kết thế giới thì tất cả những đội tuyển LPL đến với chung kết thế giới đều có những sự chênh lệch thực lực nhất định. Cụ thể là đợt đấy đi thì LGD phải đánh vòng khởi động và LGD cũng không được đánh giá cao. Đợt đấy thì cũng có những người đánh giá cao Suning nhưng mà người ta vẫn đánh giá cao Jindong và Top Esports hơn. Nhưng đây có thể là một mùa mà 4 hạt giống của LPL đến chung kết thế giới đều là 4 ứng cử viên chức vô địch. Với những đội như là Top Esports, như là FunPlus Phoenix, như là S của Gaming, cái thực lực của họ chênh lệch nhau không nhiều. Đánh những cặp BO5 thì sẽ có thắng có thua thôi, nhưng mà cái chênh lệch thực lực của họ thực sự nó không phải là quá cao. Và đặc biệt khi bước đến chung kết thế giới, những cái đội LPL đấy họ đều là những đội cực kỳ mạnh. Còn LCK thì hiện tại trước mắt là chỉ thấy đang buôn Kia thôi, còn những đội như Genji hay là T1 hay là kể cả Hanwha Life thì tôi nghĩ rằng tất nhiên là còn nhà đương kim vô địch Royal nữa. Tôi nghĩ rằng những đội ở LCK đến sẽ nó sẽ có những sự chênh lệch thực lực nhất định giữa các đội LCK. IG hả? Ok, IG đã đi ha. Cộng thêm IG đã 5 đội đi ha. Top 4 mùa xuân cộng thêm IG đi ha cho các bạn vừa lòng. Royal FunPlus, EDG, Top Esports, cộng thêm ông IG nữa. Ngoài ra còn Jindong, Suning các kiểu nữa. Nói chung là mấy đội đấy đều có cơ hội cạnh tranh top 4 cả. Còn các đội LCK tôi nghĩ rằng họ sẽ có những sự chênh lệch thực lực. Thế nên là nếu như muốn cạnh tranh với LPL thì LCK phải tự làm chất lượng các cái seed của mình lên thôi. Seed 1, seed 2, seed 3, seed 4. Những cái hạt giống của họ cần phải chất lượng hơn. Chứ không để đám buôn Kia một tay chống trời được. Và tôi nghĩ là mùa này không cái vé chung kết thế giới không đi đâu xa khỏi tay Dabun Kia cả. 4 vé thì kiểu gì cũng sẽ có Dabun Kia. Nhưng không thể nào để Dabun Kia một tay chống trời giống như kiểu mùa giải năm ngoái được. Chắc chắn là họ sẽ phải có những sự thay đổi. Rồi, chắc là phân tích hôm nay đến đây là kết thúc nhá. Trận T1 đã khép lại và nên nhớ là thứ 6 tuần này vẫn còn một trận T1 với Dabun Kia nữa. Đó sẽ là trận cực kỳ căng thẳng và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho LCK tiếng Việt. Và những trận hot đó thì mình vẫn sẽ những cái trận hot trên LCK hay cả LPL thì mình vẫn sẽ review lại trên kênh của mình, đặc biệt là những trận có T1 và Suning thì mình vẫn sẽ review kể cả thắng cả thua. Những ngày nào mà họ thắng thì tôi sẽ cắt clip ra tôi đăng lại trên kênh YouTube, còn những ngày nào mà họ thua thì xin phép là vì nó ít view nên tôi không đăng nữa. Tôi sẽ để dành các cái slot đăng clip đấy cho các cái content khác mà anh em xem nhiều hơn, phát ra chẳng hạn. Ok chưa ạ? Và anh em đang xem livestream thì có thể để lại một subscribe cho kênh nếu các bạn muốn Văn Tùng tiếp tục phân tích thêm về LCK những ngày tới, hoặc là các bạn có thể nhấn chuông để nhận thông báo mỗi lần mình livestream. Và sắp tới livestream mình sẽ tập trung vào content phân tích rất là nhiều.
Cắt giải thì cũng không biết hôm nào về sớm về muộn nữa, nên là chừng nào mình livestream nó sẽ có thông báo cho các bạn vậy. Còn các clip hàng ngày mình vẫn sẽ đăng phục vụ các bạn với những cái giá bán kiểm soát của Phát An chẳng hạn, hoặc là những cái phân tích của Cẩm Nang nếu như mà có thời gian mình làm thêm.